Hello mọi người, mình là Alice và mình hiện đang là du học sinh cấp 3 tại Phần Lan. Thì hôm nay mình sẽ lên Tampere để đón năm mới. Thì cho những ai chưa biết thì Tampere là một trong những thành phố bự nhất của Phần Lan. Hôm nay trời chỉ có âm 6 độ thôi nhưng mà rất là lạnh. Coi tóc mình bạc hết rồi nè. Bây giờ mình đã tới ga tàu rồi và chuẩn bị lên tàu nha mọi người. Chắc là hôm nay bạn mình muốn tạo bất ngờ nên là đã đặt vé hạng extra cho mình. Khoang extra thì nó sẽ thông thoáng và sạch sẽ hơn khoang thường rất là nhiều, nên là nó sẽ phê hơn. Tự nhiên có một anh áo xanh lại, anh check vé mình và anh nói là khoang mình là khoang thường thôi, nên là bây giờ mình sẽ xuống mình trông trẻ. Sau một khoảng thời gian trông trẻ vất vả thì cuối cùng tàu cũng đã tới Tampere. Bây giờ mình sẽ xuống tàu và đi kiếm bạn mình nha. Mặc dù anh ấy đã không mua vé hạng extra cho tôi nhưng mà anh ít nhất là anh ấy có đem đồ ăn cho tôi. cảm ơn, nhưng mà để trong nhóm đi, để trong nhóm đi, lạnh quá, đúng rồi, lạnh quá. Xuống nha. Lạnh quá. Ôi mẹ ơi, lạnh quá, bây giờ là mấy độ vậy? Âm 10 độ phải. Âm 10 độ, hồi nãy ở dưới chị mới phải âm 6 độ. Ê, chị mới từ quê chị lên chị thấy. Lâu lại, lâu rồi không lên hả? Ừ. Bây giờ mình sẽ đi mua đồ. Tụi mình đang ở trên tram, đúng không? Đúng rồi. Lần đầu làm chuyện ấy của Lợi nên Lợi hơi ngại. Chị, em làm lâu rồi nha. Làm lâu hả? Chị chưa thấy thành phẩm nha. Mua siêu cay hả? Ơi, làm chua cay hả? Chua cay, loại màu hồng á. Đây nè. Đúng không? Phải mix same price for that. Yeah. Thank you. Yeah, can. Mua cho cậu thông mì. Rồi giờ đi đâu nữa? Ratina. Ok. Ratina. Niềm hạnh phúc đơn giản của chúng ta. Niềm hạnh phúc anh. Nhưng mà đích thiệt nha. Một thùng này là 21.6 hả? Rồi nha, tiền Việt ta. Tầm 500 hơn. Chùi. Cách năm lần á. Giờ đi đâu? Bây giờ tụi mình sẽ đi ăn quán của mẹ Lợi làm. Sẽ được free. Ngại quá. Thôi vô chế đỡ gói mì ăn. Đi nhà hàng mà cầm tô mì kia giống chết đói gì ta, đúng không? Cái này đẹp vậy á, đúng không? Cũng vậy, thấy chắc khu Việt Nam, khu Vincom. Đúng, khu Vincom. À khu Vincom ở Việt Nam mình mất đi mua quán gì, quán cá quán mẹ kìa. Kung Food Wonder hả? Kung Food Wonder. Ok, giờ mình đi đâu nè?
giờ tới chỗ rồi. Mày xạo quá mày ơi. Mày dẫn đường rồi hỏi là mình đi đâu nhỉ? Trời quán nè. Đây quán cái gì quay cho mọi người ta coi. Hello. Trời ơi mày quay mình như phút ngờ quá. Đâu ta? Tê. Bạn. Ngại. Bây giờ tụi mình đang ở chợ Châu Á khác. Để mua gì? Để mua gì? Mắm thơm, ổ mắm thơm, ở lòng mắm nêm nhà con. Thịt ba chỉ. Để mua thịt ba chỉ với gà. Gà với là bánh phở. Bánh phở, ok. Lạnh quá. Lạnh quá. Ê, có anh chuối gì á. Lấy ra ăn đi, muốn thịt thì ăn đi. Cảm ơn. Có bánh sữa nè. Tiền công của mình đó chị. Em ăn, chị mang. Ok, em ăn. Chị mua cái mình đi đôi đi. Thôi giờ đi mua đồ cho mẹ nè. Thôi đi. Ủa sao luôn em kìa. Ừ, mua loại chiên thẳng nè. Thấy cái này không? Ừ. Này hả? Không. Này cái đó. Cái này hả ta? Cái hôi. Nhìn cái hôi lắm luôn. Hôi hả? Mà chị nhờ chị cái đó. Rồi, đậu phụ chiên này nhưng mà hôi. Đâu có mùi gì đâu. Lấy mấy, lấy hai hả? Ừ. Cô ơi, dạ. Cho con hỏi là thịt ba chỉ với lại gà nguyên con mình bán ở đâu vậy? Ở đây nè. Học sinh hả? Dạ. Đừng có nhờ, dạ. Đừng có chơi hỏi. Dạ, con cảm ơn. Mọi người ăn, chừng bây giờ tụi mình ăn. Bây giờ ăn gì bánh đó? Chuối, bánh chuối, bánh chuối. À. Kịp để em ăn miếng gói thuốc phẩm hả? Dạ nha. Dạ nha. Bây giờ mình đang đứng đợi tàu. Yeah. Lạnh quá à. Sao lạnh vậy? Tại vì nó không nóng em.